Tại sao không xin tha tội? Nói! Đây là cung của người. Người muốn tôi chết thì tôi đâu thể sống. Đó là thứ nghiệt chủng. Nhưng nó là con của tôi. Đại Dương gia đao. Tất cả lui ra. Dạ. Cô đã giữ lời. Tôi tới vì sư huynh của tôi đã vào dương cung của quả nhân thì đừng hòng rời khỏi nửa bước. Tại sao lại là tôi? Chỉ cần đại dương hạ lệnh xuống, rất nhiều chư hầu sẽ dâng lên hàng vạn mỹ nhân cho người hưởng thụ. Tại sao cứ phải là tôi mới được chứ? Những nữ nhân hễ gặp ta là thần phục thì vô vị. Tôi không phải là con rối. Cô càng chống đối ta như vậy thì ta càng muốn có được cô. Cô thích cắn người? Bẩm báo đại dương, có chuyện gì? Liên quan tới chuyện của công tôn cô nương. Truyền. Dạ. Thần tham kiến đại dương. Thái y có chuyện gì mà cấp bách vậy? Bẩm báo đại dương, hôm nay lúc thần bắt mạch cho công tôn cô nương, cô nương đã... Cô ấy có chuyện gì? Thần cao lỗi, theo thần chuẩn đoán thì cô nương hiện đã mang thai hơn một tháng rồi. Cô tưởng bổn vương không dám giết cô hay sao? Hả? Tại sao không xin tha tội? Nói! Đây là cung của người. Người muốn tôi chết thì tôi đâu thể sống. Đó là thứ nghiệt chủng. Nhưng nó là con của tôi. Lý Trọng. Có thần. Canh chừng công tôn cô nương. Nếu như có bề gì, quả nhân lấy mạng của khanh. Tuân lệnh. Lý Trọng, nói với thái y, nếu hắn nói ra chuyện công tôn cô nương có thai thì sẽ giết chết không chừa người nào. Dạ.
sau khi Lã tướng quốc rời khỏi nước Tần, Đại Dương đích thân lo triều chính, chuyện gì cũng tự làm. Từ khi thần thiếp vào cung đến nay chưa được gặp Đại Dương. Hôm nay nghe nói người mời các tỷ muội vào đây dùng thiện, trong lòng thật sự rất vui. Dạ phải, thiếp cũng lâu rồi không được gặp Đại Dương. Từ khi vào cung đến nay, đây là lần đầu tiên Đại Dương chủ động mời bọn muội. Không biết có phải có chuyện gì vui không? À, Nhược Nhi tỷ tỷ, tỷ tỷ là người có địa vị cao nhất trong các tỷ muội, có phải tỷ tỷ đã biết trước chuyện gì không? Bốn cung cũng không nghe nói gì, nhưng mà niệm tình các muội muội hậu ái bổn cung như vậy, nếu như bổn cung nhận được ân sủng gì sẽ không quên phần của các muội đâu. Đa tạ tỷ tỷ. Đại Dương giá đao. Tham kiến Đại Dương. Nhọc lòng các vị phu nhân đến đây để dự yến. Đây là Công Tôn Thị, người bọc Dương nước vậy. Triệu Cao, Tuyên Phong. Dạ. Đại Dương có chỉ đặt sắc phong Công Tôn Thị là lương nhân tứ phẩm, ban danh Lệ Cơ. Chúc mừng Đại Dương có thêm lương nhân. Thân là nữ nhi của Công Tôn gia, chưa từng nghĩ sẽ trở thành phi tử Tần Dương, thực sự là nỗi ô nhục, hổ thẹn với nước nhà. Nếu như hôm nay là một ngày đại hỷ, Đại Dương có thêm lương nhân, hay là bảo Lệ lương nhân ngâm thơ góp vui với mọi người, Đại Dương nghĩ có được không? Sở phu nhân thật có ý hay. Lương nhân, nàng hãy ngâm một bài thơ đi. Sở phu nhân đã có nhã ý, Lệ Nhi xin hầu. Xe tan đang lao, áo lông làm mái, lẽ nào chẳng nhớ, nhưng chẳng thể gần. Xe tan cồng kềnh, lông đỏ làm mái, lẽ nào chẳng nhớ, nhưng chẳng thể theo. Sống không chung nhà, nguyện chết cùng mộ, lòng thiếp sáng tỏ như dần thái dương. Bài thơ mà Lệ lương nhân đọc là thơ của Tức Quỳ, Dương hậu của nước Sở, thật sự rất có tài. Tức Quỳ vốn là phu nhân của nước Tức, bảy mượn bài thơ để chứng minh lời thề với Tức hầu. Cho dù Sở Dương có bá chiếm cưỡng đoạt, lòng của Tức Quỳ vẫn trong sáng ngay thẳng, một thê không thờ hai phu. Bốn cung nghe nói Lệ lương nhân xuất thân võ gia, tổ phụ là thống soái nước Vệ, lại thường cùng tổ phụ hành tẩu giang hồ, chắc chắn thân thủ bất phàm. Hay là như vậy đi, hôm nay Lệ lương nhân cho các phi tần được mở rộng tầm mắt một lần, muội thấy có được không? Tỷ tỷ, dù gì đây cũng là hậu cung Đại Dương, nếu múa đao múa kiếm không được hay cho lắm. Muội muội, vậy là muội muội không hiểu rồi. Người Tần rất yêu thích võ thuật, chắc là Đại Dương cũng không chấp nhất đâu. Nếu Sở phu nhân muốn xem tới vậy, lương nhân, nàng đừng làm mọi người thất vọng. Chỉ có mình nàng múa võ chắc không được. Hay là như vậy đi, quả nhân sai Mông Vũ đệ nhất cao thủ của Đại Tần tỷ thí với nàng, nàng thấy thế nào? Gành chính, rõ ràng là ngươi cố ý mà.
biết rõ ta đang mang thai, người chỉ muốn ta bị sảy thai thôi. Mông Vũ tướng quân rất lợi hại, nước thần ta rất nhiều võ sĩ đều là bại tướng của Mông Vũ. Cuộc tỷ võ hôm nay sẽ đặc sắc lắm. Các muội muội hãy nhìn cho kỹ nha. Cái ngọt cây. Ở không mua, không mua đâu. Đi mau lên con, nhanh lên. Cái ngọt cây. Thấy cái này đẹp quá nè, qua đây coi thử đi. Quẹo lửa, quẹo lửa đi. Được mà. Cho qua, cho qua. Ghé xem, ghé xem đi. Quẹo lửa màn thầu đi. Mong đại nhân, cuộc tỷ võ này chỉ để góp vui với mọi người. Đại nhân đừng có nghiêm túc quá, có chừng có mực là được. Nếu làm Lệ Lương Nhân bị thương, vậy thì ai cũng không vui. Thưa phu nhân, Mong Vũ tự hiểu điều đó. Ế, Mẫn muội muội, muội nói vậy thật xem thường Lệ Lương Nhân quá. Ai cũng nói là trong giang hồ nhân tài nhiều vô số kể. Lệ Lương Nhân nổi tiếng là nữ hiệp giang hồ, về lãnh binh bố trận, có lẽ Mông tướng quân có thể thắng Lệ Lương Nhân. Nhưng nếu đơn đã độc đấu, Mông tướng quân chưa chắc là đối thủ của Lương Nhân. Muội nghĩ có phải không, Lệ muội muội? Sở phu nhân quá khen, ta không giỏi tới mức đó đâu. Lệ Lương Nhân, bổn cung đánh giá cao về muội. Muội không cần khiêm tốn. Mong đại tướng quân, ngài phải đánh hết mình. Nếu như bị thua một phi tử hậu cung, sau này ngài còn mặt mũi gì để thống lĩnh hắc quân của Đại Tần? Mà tướng nhất định sẽ đấu hết mình. Hai người đấu hết sức mình thì xem mới thú vị. Hay là vậy đi, nếu như người nào thắng trong trận này, bổn cung thưởng 500 lượng hoàng kim, 10 con tuấn mã. Nếu như thắng có thưởng, vậy xin hỏi đại dương có ban thưởng không? Nào muốn thưởng gì? Nếu như Lệ Cơ đánh thắng, Lệ Cơ xin đại dương trả lại cho thiếp thanh đoạn kiếm gia truyền, vậy có được không? Chờ nàng thắng đi rồi tính. Mong Khanh, Khanh cứ đánh đúng sức của mình, không cần nương tình. Dạ. Lý Trọng, mau mau đưa kiếm.
lại. Võ nghệ của Lương Nhân hơn Mông Vũ, vừa mang cung cách nghĩa hiệp lại vừa nhanh gọn, thật khiến cho người ta khâm phục. Mông Vũ xin chịu thua. Mông tướng quân, thật sự không ngờ ngài lại đánh thua Lệ muội. Chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ làm mất thể diện của ngài. Mông Vũ bất tài, làm đại dương và cái vị phu nhân chê cười. Nếu như Lễ Cơ đã giành chiến thắng, đại dương có giữ đúng lời hứa của mình không? Lễ phu nhân võ công cao cường, đương nhiên quả nhân sẽ thưởng rồi. Lý Trọng, đại dương không được. Với võ nghệ của Lương Nhân, nếu mang theo kiếm e sẽ bất lợi cho đại dương, xin đại dương xét lại. Vậy quý đại nhân, ngài nói vậy là ý gì? Lời dễ úy nói rất phải. Phi tần hậu cung múa đao múa kiếm cả ngày, ra thể thống gì? Huống hồ chi lỡ như nguy hại tới tính mạng của đại dương, ai sẽ chịu trách nhiệm chứ? Các khanh đã nghĩ quá nhiều rồi. Quả nhiên không định đưa kiếm cho cô ấy. Lúc nãy ta chỉ bảo Lý Trọng đưa cô ấy đi nghỉ ngơi thôi. Người là quân dư một nước, sao lại không giữ lời hứa? Quả nhân hứa trả kiếm khi nào? Sao lại nói ta không giữ lời chứ? Doanh chính. Để nàng giữ cái thai trong bụng, ta đã nhân từ với nàng lắm rồi. Nàng còn muốn gì nữa? Đại Dương gia đao. Tham kiến đại dương.